vào đây, vào trong trong nhà kia vừa. Ừ, vào trong trong nhà kia vừa. Rồi rồi, không nghe. Không nghe tiếng, cục cục không? Còn sao đi cậu. Đúng rồi, sự kiện lần này khó thiệt. Quay trẻ ra rồi. Mình sẽ vào cùng này chơi hay nha, biết chơi nè. Căng căng căng. Thôi rồi. Má thế là đủ tiền mua lại được chứ không là thì căng. Được không được. Má con mèo nó không vậy. Không nhiều tiền quá. Tao xin ít tiền anh. À, 16 củ rồi. 12 rồi. Má thề luôn đi. Mày cứ công nhận sự kiện lần này chua thiệt luôn, thề. Má bây giờ mình chơi chẳng lẽ cho du lịch thì sợ vô khu này méo tiền. 10 coi. Rồi 9 luôn thề. Xe đền này. Ui, rồi nâng này lên. À, mình không có biết link bản hàng nha. Game bản hàng hình như tên của nó là gì nhỉ? Quên mẹ rồi. Let's Get Rich á. Nếu bạn nào thích bản hàng thì chơi. Mà thật ra mấy bạn sẽ xem bản hàng là gì nhỉ? Game ta ra 2-3 năm rồi. Cũng phải, hình như là hơn đấy. Không phải là 2-3 năm đâu, mấy năm rồi đấy. Tất nhiên là tính năng nó sẽ nhiều hơn này. Ui, rồi. Giờ chỉ có chờ thôi nha. Giờ chờ vô cơ hội quấy ổng thôi. Cầm sai đến đền Abolong rồi anh. Kèo này còn làm gì nữa. Năm là thơm rồi. À, chơi này đen quá chút luôn. Ui. Mắc cay rồi. Gạch rồi. Làm cái nhẹ nè. Gì nhà. À không ai. Chết con mẹ luôn. Anh Việt Nam này muốn có con nhập học mới đúng không? Học máu. Ừ. Con nhập này. Mấy sự kiện lần trước thì còn dễ dễ chơi, công nhận sự kiện lần này là má mất khó luôn, thề. Chua như gì luôn. Cái này sao nâng đây, à, nâng này lên đi. Solo đúng lên. Đạn năm còn nhiều lắm. Sao còn nhiều đạn lắm rồi. Tầng 2 đúng rồi. À, đi du lịch phát rồi. Ừ, cũng được.
chuẩn xác luôn. Căng nha. Thay luôn đi, chỗ này giờ để sợ. Để coi nó có vừa thôi là cái khối không, hên xui thôi. Kèo này. Má giá cho nó không qua đi. Ít nhất là lấy được cái thẻ thiên thần của nó, mày nhanh quá. Đúng. Không lầy luôn hả không? Nó không đi luôn kìa. Ui. Uuuu, nhẹ thôi nha. À thôi cũng được. Đừng có nhảy nha mày. Ừ đúng rồi. Nhìn cái thẻ. Á đúng. Quay luôn nha. Liều quá nha. Chết tôi rồi. Má là hết tiền luôn kìa ông ơi. Nhẹ thôi nha. Nè. Là chỉ có nâng khối nha. Mà ân khối lại sợ nó ra nó đâu nha. Quá không đủ tiền đi du lịch luôn kìa. Nè, chơi dân thiếu lâm này nâng khối cũng hên xui đó. Nó hên hên nó nhảy qua luôn nè. Yeah. Mấy bạn nói cho mình thấy á, tôi để ý là nó lấy thẻ thốt một đi. Thề, không thấy. Chờ mình thấy. Tổng tiền hơn là 2 củ à. Nó thẻ nhẹ thôi nha. Thẻ này mạnh quá rồi đấy. Đúng rồi. Má à, giờ thơm nhất là vô cái ô cơ hội đổi khu du lịch Win nè. Sáu nút, 7 nút đúng không? 6 hoặc 7 là đẹp nè. Nó lại 8 nè. Ừ, không được. Má à, mày thấy hay nhỉ? 5 nghe coi, 5. Cơ hội đổi nha nè. Không được. Làm gì win lên. À bây giờ mình mua luôn cái đơn Abolong nè là mình sẽ có thắng được hàng luôn nè. Này thắng được hàng, ok. Có rồi. Cơ hội thắng hàng luôn. À mà vô đấy mà đủ tiền mua lại nè. Trời ơi. Nó đi vòng rồi quay lại mua. Đen thế. Ở cái nhà nếu mà dùng kiếm cái nhà nào cao cao gọi 11 nè. Kéo xay chỗ này nè. Ôi giời. À nó còn chưa, ui nó 2 cặp rồi kìa. Má nó cái đền Villa Med nguy hiểm quá. Ừ đúng rồi. Mình vẫn sáng cửa win hơn là bạn. Bây giờ là mình vô được cái chỗ Genbu là win nè. Vô được cái đền này cũng win. Căng nữa. Nhẹ thôi. Ừ. Thi nâng.
Yeah. Đúng rồi, mình là một là vô cái này, hai cái này là mình win. Hai chỗ. Còn nó nhảy quá hôm nay. Nhảy quá quá. Nè. Đúng rồi, Thiếu Lâm. Tôi nhảy quá hôm nay. Đi bé chặn lại. Ừ đúng rồi. Nè hình. Yeah.